Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sức sở. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai sau Chủ nhật 8 thường niên 5A. Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Marco hôm nay cũng có trong Tin mừng theo Thánh Matthew và Luca. Câu chuyện cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy thực sự không phải lời giáo huấn của Đức Giêsu người giàu có khó được vào nước trời nói với người thanh niên hay một người đến hỏi Đức Giêsu như trong bài Tin mừng hôm nay, mà nó vẫn đang xảy ra trong đời sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Ở đây chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không lên án tiền bạc, Chúa Giêsu không lên án của cải, Chúa Giêsu không lên án việc anh ta giàu có, người này không phải là người làm ăn bất chính, nhưng mà chỉ có mỗi một điều là anh ta, cái người mà đến hỏi Đức Giêsu đây, đã để cho của cải như là một cái sự ngăn cách anh ta đến với Đức Giêsu vậy. Và cái điều đó là điều nguy hiểm. Trong đời sống của chúng ta cũng có kinh nghiệm điều đó. Có rất nhiều anh chị em thì vấn đề tiền bạc cũng là vấn đề lớn, để như là một cái bức tường, như là một cái sự ngăn cản sống đời sống đạo. Muốn là một người công giáo tốt, muốn là một người sống ngay thẳng, nhưng rồi vì lợi, vì danh, cho nên không làm được điều đó. Muốn sống tốt, muốn sống ngay thẳng, nhưng mà cái mối lợi trước mắt làm hàng giả, hàng nhái, làm hàng độc hại, cái điều đó nó làm cho người ta dường như là mở mắt vậy. Và cái tiền bạc đấy là cái tiền bạc nguy hiểm. Đôi khi là tiền bạc tốt lành hơn là làm ăn chân chính, nhưng rồi quá mãi làm ăn, quên đời sống đạo, quên việc giáo dục con cái trong đức tin, quên việc đi tham dự thánh lễ, quên đọc kinh cầu nguyện. Tiền bạc ấy cũng là nguy hiểm, như là sự ngăn cách, là bức tường cho người ta sống đức tin một cách mạnh mẽ hơn. Không chỉ tiền bạc mà thôi đâu, thưa ông bà và anh chị em, mà trong đời sống của chúng ta có rất nhiều thứ như tiền bạc như thế mà chúng ta khó bỏ nó để vươn lên một bước nữa, đến gần Chúa hơn.
và chúng ta có kinh nghiệm điều đó trong đời sống của chúng ta. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu nói: không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Xin cho mỗi người chúng ta, nhất là các Kitô hữu chúng ta, biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, để rồi đứng trước những cái mà dường như là như tiền bạc, danh vọng, chức quyền, hay những cái điều mà nó ngăn cản chúng ta đến với Chúa một cách mạnh mẽ hơn, gần Chúa hơn đó, nó trở nên nhẹ nhàng. Bởi vì khi người ta gặp được Chúa, khi người ta có ơn Chúa đấy, thì những điều đó trở nên nhẹ nhàng lắm. Không phải khổ sở gì, không phải khổ sở để mà bỏ đi đâu. Bởi vì lúc đấy chúng ta cảm thấy là bỏ đi được điều đó thì nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao, và tự nhiên là bỏ đi thôi. Cho nên không có gì mà Chúa không thể làm được. Chỉ cho mỗi người chúng ta đụng chạm vào Chúa, đụng chạm vào ơn của Chúa, lãnh nhận được ơn của Chúa đấy, để chúng ta sống đời sống đức tin, để chúng ta đến với Chúa một cách gần gũi, đến với Chúa với tất cả lòng yêu mến của mỗi người chúng ta. Amen.